Kinh Yếu Tập, quyển 20. Ba mươi La Mã Linh Tinh gồm 13 phần: lời dẫn, oán khổ, bát khổ, trùng ngụ, ngũ tân, hắt hơi, đại tiểu tiện, hộ tịnh, minh chung, nhập chúng, suy tướng, ngũ mộng, tạp hạnh. Số 1 nhỏ: lời dẫn. Lý thể không có âm thanh, nhưng nhờ vào ngôn từ để biểu đạt ý nghĩa. Ngôn từ không có dấu vết, nhưng nương vào văn tự để diễn phát âm thanh. Cho nên, văn tự là công cụ để hiển bày ngôn từ. Ngôn từ là phương tiện để diễn đạt nghĩa lý. Âm nghĩa phù hợp, không sai lạc. Vì thế, văn tự được ứng dụng khắp nơi. Mặc dù dấu tích đầy khắp trong văn chương, mà lý vẫn phù hợp với tâm thể. Nhưng vì kinh luận phong phú, khó ghi chép hết, còn truyện ký thì phức tạp, có rộng có lược. Sở dĩ đạo được truyền bá khắp nơi, khai thị cho hậu học là bởi vì dấu tích của nhân duyên lập giáo vẫn rõ ràng đầy đủ, nguồn gốc của việc hóa độ thế gian vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên, sưu tầm nghiên cứu các chương điều, tóm thâu chỗ cốt yếu để biên tập thành văn, được ghi chép đầy đủ ở các chương trước. Còn những vấn đề lặt vặt khác nhằm dẫn dắt giúp đỡ cho người hiện có thể thực hành thì ghi chép sau đây. Mong sao vén được mây mờ hôn ám, cho ngọn đèn chánh pháp rạng chiếu muôn nơi. Số 2 nhỏ: oán khổ. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: chúng sanh từ vô thỉ đến nay luân chuyển mãi trong đêm dài sanh tử, không biết được cội nguồn của khổ đau. Các tỳ kheo nghĩ sao? Nếu chặt tất cả cỏ cây trên đại địa này làm thẻ, mỗi thẻ dài 4 lóng tay, thì số lượng thẻ này vẫn chưa đủ để so với số lượng cha mẹ mà các vị đã nương gá từ vô thỉ kiếp sanh tử. Các tỳ kheo: chúng sanh lưu chuyển trong sanh tử dài lâu cũng như thế đó. Đức Phật bảo các tỳ kheo: trong vòng luân hồi sanh tử, các thầy đã bú sữa mẹ nhiều hơn nước sông Hằng và bốn biển. Vì sao? Vì trong đêm dài sanh tử, các thầy khi sanh trong loài voi, bú sữa voi mẹ vô số vô lượng, hoặc sanh trong loài cầm thú như lạc đà, ngựa, trâu, lừa, vân vân, bú sữa loài mẹ cũng không kể xiết. Trong đêm dài sanh tử, các thầy bỏ thân mạng nơi nghĩa địa, máu mủ chảy ra cũng giống như thế. Hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, máu tủy chảy ra cũng y như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: trong đêm dài sanh tử lưu chuyển, máu thân ta chảy ra cũng nhiều vô kể, hơn cả nước trong sông Hằng và bốn biển. Trong đêm dài sanh tử ấy, các thầy đã từng sanh trong loài voi, bị cắt tai, mũi, đầu, đuôi, bốn chân, máu tuôn ra vô lượng, hoặc thọ làm thân loài cầm thú như ngựa, lạc đà, trâu, lừa, vân vân, bị cắt thân thể như cắt tai, mũi, đầu, chân, vân vân, máu tuôn ra cũng không thể lường. Hoặc khi thân hoại mạng chung, bỏ xác nơi nghĩa địa, máu mủ chảy ra cũng vô lượng vô biên, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rã xác tiêu hình, máu huyết chảy ra cũng y như thế. Trong đêm dài sanh tử lưu chuyển, nước mắt khóc tiễn biệt cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, thân thuộc, hoặc khóc khi mất của cải cũng nhiều không thể lường, hơn cả nước trong bốn biển. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nếu các thầy gặp chúng sanh sống bình an vui vẻ, thì phải nghĩ rằng, trong đêm dài sanh tử, ta cũng từng cảm thọ vô lượng niềm an vui này. Hoặc gặp chúng sanh chịu nhiều đau khổ, thì phải nghĩ rằng,
ta từ xưa đến nay lưu chuyển trong đêm dài sanh tử, cũng từng chịu vô lượng nỗi khổ như thế. Hoặc gặp chúng sanh mà lòng sợ hãi, rùng mình dựng tóc, thì phải nghĩ rằng, trong quá khứ, chúng ta nhất định đã từng sát sanh, làm tổn thương, là kẻ ác tri thức của họ, nên bị lưu chuyển trong đêm dài sanh tử, từ vô thỉ đến nay, không biết được cội gốc bờ mé của nỗi khổ. Hoặc gặp chúng sanh mà sanh tâm vui mừng yêu mến, thì phải nghĩ rằng, trong đời quá khứ, chúng ta đã từng làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, thân thuộc, thầy, bạn tốt, lưu chuyển trong đêm dài sanh tử đến nay, nhưng do vô minh che lấp, ái nhiễm ràng buộc, mà không biết được cội nguồn của khổ đau. Cho nên, các bậc thầy phải nên tu học như thế, siêng năng là phương tiện đoạn trừ tận gốc khổ não, đừng cho tăng trưởng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, một người trong một kiếp, nếu lưu giữ hài cốt, đừng để cho hủy hoại, chất bằng Tỳ Phú La. Tỳ Phú La là tên một ngọn núi thuộc nước Ma Kiệt Đà. Núi này mọi người thường thấy, nên Đức Phật lấy làm ví dụ. Như các thánh đệ tử, chánh trí đạt chân đế, khổ và nguyên nhân khổ, lìa khổ được tịch diệt, tu tập bát chánh đạo, hướng thẳng đến Niết Bàn, tột cùng trong bảy cõi, là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhân, thiên, nghiệp, trung hữu, sanh qua lại trời người, cởi bỏ mọi ràng buộc, vượt khỏi bờ khổ đau. Đức Phật bảo các tỳ kheo, chúng sanh từ vô thỉ đến nay, lưu chuyển mãi trong đêm dài sanh tử, không biết được nguồn gốc của khổ đau. Không một nơi nào mà ta chưa từng sanh ra và chết đi, cũng không một nơi nào mà không có cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, dòng họ và thầy của ta. Ví như trời mưa lớn, bọt nước chợt thành chợt tan, cũng như vậy, chúng sanh bị vô minh che lấp, ái nhiễm buộc ràng, xoay vần trong đêm dài sanh tử mà không biết được nguồn gốc của khổ đau. Ví như một trận mưa lớn, đông, tây, nam, bắc, nơi nào cũng ngập nước. Cũng như thế, sự thành hoại của vô lượng quốc độ trong bốn phương, như trời mưa khắp nơi không sót một chỗ nào. Nỗi khổ sanh tử của chúng sanh xoay vần trong đêm dài cũng không bờ mé. Ví như tung gậy lên hư không, có thể đầu gậy rơi xuống trước, hoặc đuôi gậy rơi xuống trước, hoặc gậy rơi ngang xuống đất. Cũng như thế, chúng sanh từ vô thỉ chìm đắm trong đêm dài sanh tử, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, bấy giờ vua trời Dạ Ma nói với thiên chúng rằng, cõi trời, cõi người thuộc về đường lành có 16 nỗi khổ, đó là thân trung ấm, ở trong thai, lúc sanh, mong cầu ăn uống, ghét nhau mà gặp nhau, thương yêu mà xa lìa, thời tiết nóng lạnh, bệnh hoạn, bị người sai khiến, tìm cầu lao nhọc, gần ác tri thức, người thân lâm nạn, đói khát, bị người khác khinh chê, già chết. Đây là 16 nỗi khổ lớn trong nhân gian, đến chết vẫn còn những nỗi khổ khác. Ở trong sanh tử thật không thể chịu nổi. Trong cõi hữu vi chẳng có mảy may vui thú, tất cả đều vô thường, tất cả đều hủy hoại. Bấy giờ, vua trời Dạ Ma nói bày kệ rằng, ở trong cõi đời này, có thân thì có khổ, có sanh thì có diệt thì có sanh. Khi thọ thân trung ấm, do nghiệp chịu khổ đau, trong đêm dài tăm tối, khổ này nói sao cùng. Như rơi vào hố xí, như lửa đốt cháy thân, lúc ở trong thai bào, khổ này nói sao cùng. Vì tham mùi vị ngon, tâm luôn luôn mong cầu, sanh ra muôn ngàn khổ, khổ này nói sao cùng. Phàm phu luôn mong cầu, tham muốn không biết đủ,
sanh ra các khổ não. Khổ này nói sao cùng, ghét nhau mà gặp nhau giống như ngọn lửa độc, gây ra bao não phiền. Khổ này nói sao cùng, thương yêu mà lìa xa, lòng vô cùng khổ não, làm sao kham chịu nổi. Khổ này nói sao cùng, thời tiết không điều hòa, cũng sanh muôn ngàn khổ, không muốn cũng phải chịu. Khổ này nói sao cùng, bệnh hoạn hại thân người, sứ giả của thần chết, chúng sanh chịu khổ này, nói sao cho hết được. Bị người khác sai khiến, mất hết quyền tự do, chịu bao điều cay đắng, khổ này nói sao cùng. Lửa ái dục thiêu thân, vẫn cầu để chịu khổ, dần dần đến ngày chết, khổ này nói sao cùng. Gần gũi với người ác, chịu khổ sở vô cùng, đưa mình về nẻo ác, khổ này nói sao cùng. Thấy người thân buồn khổ thì sanh lòng đau thương, còn hơn ở địa ngục, khổ này nói sao cùng. Bị đói khát hoành hành như lửa đốt ruột gan, hủy hoại cả thân tâm, khổ này nói sao cùng. Bị bạn bè thân thuộc và mọi người khinh chê thì sanh lòng buồn chán, khổ này nói sao cùng. Cho đến khi già nua, thân này tâm suy sụp, đi đứng phải chống gậy, khổ này nói sao cùng. Thần chết cướp mạng người, đời này sang đời khác, đây là nỗi khổ lớn, sao nói được bằng lời. Số ba nhỏ, bát khổ. Kinh Ngũ Vương gồm một quyển, đã mất tên người dịch. Nội dung: Đức Phật thuyết tám nỗi khổ ở thế gian, năm vị vua nghe xong đều xin xuất gia. Kinh ghi rằng, Đức Thế Tôn dạy năm vị vua, người đã sanh ra trong đời thì thân phải chịu muôn ngàn đau khổ. Nay ta lược nói tám nỗi khổ, các ông hãy lắng nghe. Đó là sanh, già, bệnh, chết, thương yêu mà xa lìa, mong cầu mà không thỏa mãn, ghét nhau mà gặp nhau, lo lắng buồn phiền. Thứ nhất, thế nào là khổ do sanh? Con người khi chết, thần thức không biết sẽ đi về đâu. Khi chưa tìm được nơi sanh thì phải thọ thân trung ấm. Trong khoảng 21 ngày, đợi khi cha mẹ giao hợp, liền vào thọ thai. Ở trong thai, 7 ngày đầu tựa như sữa loãng, 7 ngày thứ 2 như sữa đông, 7 ngày thứ 3 như sữa đặc, 7 ngày thứ 4 như hòn thịt, 7 ngày thứ 5 thai hình thành. Bấy giờ có gió mát nhập vào bụng mẹ, thổi vào thai nhi, khiến cho hình thành 6 căn. Ở trong thai mẹ, thai nhi nằm dưới sinh tạng, tức ruột non, trên thục tạng, tức ruột già. Khi mẹ ăn chén canh nóng thì thai nhi như nằm trong vạt nước sôi. Nếu mẹ uống bát nước lạnh thì thai nhi như băng giá sát vào thân. Khi mẹ ăn no thì ép ngặt thai nhi, đau không thể nói. Lúc mẹ đói, trong bụng trống rỗng thì thai nhi như bị treo ngược, chịu khổ vô cùng. Đến thời kỳ sanh, đầu hướng xuống sản môn như bị chẹt giữa khe núi đá. Lúc sanh, mẹ nguy cấp, cha lo sợ, hài nhi mới sanh ra thân thể mềm yếu, chạm phải lá cỏ cũng đau như dao cắt, cất tiếng khóc lớn. Như thế có khổ không? Năm vị vua đáp, thật là quá khổ. Thứ hai, thế nào là khổ do già? Cha mẹ nuôi nấng đến lúc trưởng thành, dốc hết sức lực, không quản khó nhọc, chẳng màng gian lao, khiến thân thể già nua, thịnh đi suy đến, đầu bạc răng long, mắt mờ tai điếc, da trùng mặt nhăn, xương khớp đau nhức, đi lại khó khăn, đứng ngồi than thở, ôm lòng buồn tủi, tinh thần sa sút. Khi nhớ khi quên, ngày chết sắp đến, đứng ngồi nhờ người, nói ra thật chảy nước mắt. Như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Thứ ba, thế nào là khổ do bệnh?
Con người do bốn đại hòa hợp mà thành. Một đại không thuận thì 101 bệnh phát sanh. Bốn đại không hòa thì 404 bệnh đồng thời phát sanh. Địa đại không thuận thì toàn thân nặng nề. Thủy đại không thuận thì toàn thân phù thủng. Hỏa đại không thuận thì toàn thân nóng bức. Phong đại không hòa thì toàn thân sôi động, xương cốt đau nhức như bị gậy đập. Bốn đại không thuận thì chân tay run rẩy, khí lực cạn kiệt, đứng ngồi nhờ người, môi miệng khô khan, gân đứt mũi nghẹt, mắt không thấy sắc, tai chẳng nghe tiếng, thân tiết ra đồ bất tịnh rồi nằm trên đó, ôm lòng khổ não, cất tiếng bi thương. Thân nhân ở bên cạnh đêm ngày chăm sóc, không lúc nghỉ ngơi, thức ăn ngon đưa vào miệng, liền thành vị đắng. Những điều như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Thứ tư, thế nào là khổ do chết? Con người lúc chết, 404 bệnh đồng thời phát sanh. Bốn đại sắp tan rã, thần thức bất an. Lúc sắp chết, có ngọn gió lạnh bén như dao thổi, cắt thân thể, đau đớn vô cùng. Bấy giờ mồ hôi toát ra, hai tay quờ quạng, người thân ở hai bên khóc lóc thảm thiết, đau tận xương tủy, không thể kềm chế. Người chết hơi thở ngừng đập, khí lực chấm dứt, hơi ấm không còn, thân thể cóng lạnh. Khi chết, phong đại đi trước, hỏa đại theo sau, rồi thần thức mới lìa khỏi xác, thân thể trở thành vô tri. Khoảng một tuần sau, toàn thân trương phình, máu thịt tan rã hôi thối không ai dám gần, bỏ thây ngoài đồng trống, chim chóc ăn thịt, thịt hết xương khô, ngổn ngang đây đó, như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Thứ năm, thế nào là khổ do yêu thương mà xa lìa? Gia đình, anh em, vợ con, nội ngoại, sum họp thương mến nhau. Một hôm ly tán, bị người cướp đoạt, khiến cho mỗi người mỗi ngã, cha đông mẹ nam, con trai tây, con gái bắc, không ở một chỗ, hoặc bị ép buộc phải làm tôi tớ, chỉ biết tự buồn than, tình cốt nhục chia lìa, biệt tâm biệt tích, xa xăm mù mịt, không biết khi nào mới được gặp nhau. Những điều như thế có khổ hay không? Năm vị vua đều đáp, thật là quá khổ. Thứ sáu, thế nào là khổ do mong cầu không thỏa mãn? Những người dùng tiền tài trong nhà mua lấy chức quan, hy vọng được giàu sang nên luôn dốc lòng tìm cầu. Đến khi được làm chức quan ở vùng biên địa, chưa được bao lâu thì tham lấy của dân bị người tố cáo. Một hôm, quan phủ đưa xe ngục đến, họ đau khổ vô cùng, không biết cái chết sẽ đến lúc nào. Như vậy có khổ không? Năm vị vua đáp, thật là quá khổ. Thứ bảy, thế nào là khổ do ghét nhau mà gặp nhau? Hàng phàm phu thế gian cùng ở trong ái dục, tranh giành những điều tầm thường mà sát hại lẫn nhau, không khi nào dứt, gieo nên oán thù. Mọi người xa lánh nhưng không nơi trốn tránh, nên tự mài dao vót tên mang cung, cầm gậy chống giữ đề phòng. Họ rất sợ gặp nhau, nhưng oan gia ngõ hẹp, đâu thể tránh được. Thế là đao kiếm cung tên chém giết lẫn nhau, chưa biết ai thắng ai thua, ngay lúc đó sợ hãi vô cùng. Như thế có khổ không? Năm vị vua đều đáp, thật là quá khổ. Thứ tám, thế nào là khổ do lo lắng buồn phiền? Người ở đời, sống thọ thì đến trăm năm, đoản mạng thì chết trong bào thai. Cho dù người sống đến 100 năm, nhưng ban đêm chiếm hết một nửa, còn lại 50 năm. Trong đó say sưa bệnh tật, không biết làm người, giảm mất 5 năm. Từ nhỏ đến 15 tuổi khờ khạo chưa biết lễ nghĩa. 80 tuổi trở lên đần độn vô trí, không còn minh mẫn, tai điếc mắt mờ, quên cả phép tắc, lại mất 40 năm. Tổng cộng mất 90 năm. 10 năm còn lại có lắm chuyện lo buồn, như thiên hạ loạn lạc cũng lo, hạn hán cũng lo,
lũ lụt cũng lo, sương lạnh cũng lo, mất mùa cũng lo, con cháu nội ngoại bệnh tật cũng lo, kinh doanh sợ mất của cũng lo, quan gia chưa đến thu thuế cũng lo, người trong nhà bị tù tội chưa biết khi nào tha cũng lo, anh em đi xa chưa về kịp cũng lo, gia đình nghèo nàn không đủ cơm áo cũng lo, xóm giềng có việc cũng lo, không tròn nghĩa vụ đối với đất nước cũng lo, trong nhà có người chết không tiền chôn cất cũng lo, đến mùa gieo giống mà không có trâu cày cũng lo. Cứ như thế, mỗi thứ mỗi lo, không lúc nào vui vẻ. Đến ngày lễ cùng nhau tụ tập, đáng lẽ vui vẻ nhưng lại nhìn nhau thương khóc. Những điều như thế có khổ không? Đáp: thật là quá khổ. Lại nữa, kinh Kim Sắc Vương ghi rằng có vị thiên nữ nói cho Kim Sắc Vương nghe bài kệ rằng: pháp nào là khổ? Đó là nghèo nàn. Khổ nào lớn nhất? Đó là nghèo nàn. Khổ nghèo khổ chết cả hai giống nhau, thà chịu chết khổ không chịu sống nghèo.